Ok, xin chào tất cả các bạn. Tục quay trở lại với con game mà chúng ta đang nghỉ gì đây nhỉ? Đang nghỉ xúc đất nhỉ mọi người. Đây là rồi nhỉ? Khá là dị. Mặt mà chú cái lỗ này nó rất là sâu. Mà phanh thì không muốn ăn cho lắm. Chúng là nó hai thân luôn. Sang lỗ bên này nhé. Nhóm mình tôi ấn phanh mà nó không có tác dụng gì luôn. Đây rồi anh em. Dậy mãi anh lên này. Kinh khủng quá. Cái cam nó bị ngược nữa. Này, khá là khó lái, không phải đùa đâu nhỉ. Ok. Mất khoảng 10 phút mới xin được cái game anh em. Nên khó khăn cái game trời đã mà anh em điền những cái game này mất.